Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trên toàn cả nước. Ngày hôm nay quay và giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu lồng bẫy chim nhỏ. Về cái mẫu lồng này thì khi anh em mua về sử dụng đánh thì anh em sẽ sử dụng được đánh được chim hút mật này, đánh được chim khuyên, đánh được chim sâu đầu đỏ. Đó là những cái con chim cơ bản anh em sử dụng đánh ở trên cái mẫu lụp này. Đấy, về mẫu lụp này thì nguyên liệu của nó thì được làm bằng inox 304, đấy, không nhiễm anh em nhé, không nhiễm nam châm. Đấy, nguyên liệu inox thì nó rất là cứng và cái thứ hai nữa là chắc chắn. Mẫu lụp này thì sử dụng đánh cây và hạ đất đều được. Đấy, ví dụ đánh cây thì anh em có thể thấy đây là cái móc treo này. Đấy, móc treo ở bên trên đây quấn cho anh em lớp đồng này. Hạ đất thì dưới nó rất là vuông anh em. Cửa đẩy chim mồi thì cửa đẩy dọc lên anh em nhé. Đấy, đẩy dọc lên như thế này. Đó. Nhốt chim mồi bên trong. Còn những cái sản phẩm được tặng kèm khi anh em mua cái lụp này thì sẽ được tặng kèm theo là một cái áo lụp và một cái cống ăn. Đấy, hai cái cống ăn. Đấy, một cống ăn, một cống uống. Đấy, lưới giữ con chim bổi thì được làm bằng lưới dù siêu bền rồi. Đấy, hàng này thì thiết kế cho anh em là về cái độ nhạy rất là nhạy anh em ạ. Cực kỳ là nhẹ. Mẫu lụp này rất là nhẹ luôn. Đấy, để trên cây cho anh em xem. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Mẫu lụp này là mẫu lụp hai cánh anh em nhé. Hai cánh thì khi anh em sử dụng đánh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, với cái chiều cao cân đối, đấy, tính từ dưới lên đến chỗ móc treo nó rơi vào tầm khoảng 22 cm. Thì khi con chim bổi nó nhảy về ví dụ phần dây điện hoặc phần cành cây nó nhảy xuống thì nó sẽ không bị gây chân. Bởi vì với cái tầm nhảy nó rất là thấp như thế này thì kiểu gì nó cũng nhảy trực tiếp vào phần cầu tử này rồi. Còn độ nhạy thì anh em yên tâm. Đấy, khi anh em mua hàng ấy, bên cơ sở em gửi thì bên cơ sở là đã test hàng chuẩn chỉ để gửi cho anh em rồi. Thật ra anh em yên tâm là đặt hàng. Đó. Hàng này thì lan cách lan anh em có thể thấy rất là mau bởi vì bẫy chim nhỏ mà. Và làm rất là đẹp này. Đấy, thiết kế rất là đẹp, mẫu mã đẹp cực kỳ luôn. Đấy, giá của nó thì chỉ có vài trăm nghìn đồng là anh em đã sử dụng cho mình được một cái mẫu lụp bẫy chim như thế này rồi. Đấy, để đặt hàng, mua hàng thì anh em liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.